Dạ em xin chào tất cả các chị em mình ha. Thì hôm nay em mới vừa lên thêm một bộ máy phi nha anh chị. Máy phi Yuki là BH781 nha. Này là chuyên về Sammy thun nha anh chị. Đó. Máy phi đã qua sử dụng nha, tình trạng là trên 85% ha anh chị. Đây là BH781 nè. Thì máy là trang bị là motor liền trục sẵn luôn nha anh chị. Và chiếc bằng mới hoàn toàn, có bánh xe ha. Anh chị mình di chuyển là dễ nha. Thì bên em về bên em đã vô ổ mới 100% là ổ Nhật nha anh chị. Đó. Đường kim mũi chỉ rất là đẹp nha. Gao con phi rất là đẹp nha anh chị. Đó, không có kén giải nha. Máy rất là đẹp nha. Bên em sẽ được bảo hành cho mình là 12 tháng lắp đặt miễn phí ở thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị. Đó, nếu anh chị ở tỉnh xa thì em sẽ hỗ trợ và đóng gói và bảo với ship cho mình là toàn tỉnh nha anh chị. Bây giờ em sẽ test máy cho anh chị xem ha. Và nghe tiếng máy. Rồi bây giờ Phan ngửa cái máy lên cho anh chị xem phân biệt cái hàng chính hãng đi. Đó, cái hàng chính hãng của con Phi Yuki này thì anh chị mình xem cái hàng dưới đây ha. Đó, anh chị mình xem nè ha. À, trái tim nữa nè, nó vẫn là có cái bánh găng ha, có là ký hiệu số ha, đây bên này nè, và trên con ốc này là có chữ Z nha anh chị, chính hãng Nhật nha. Đó, bên em cam kết cho mình 100% nha, và thậm chí đế máy là có cái khắc dấu số seri nữa nha anh chị, rất là đẹp nha. LBH781, rồi bây giờ em sẽ test cho anh chị xem thử nghe tiếng máy nha, cầm dùm cái điện thoại luôn lên. Rất là ổn định nha. Em sẽ bảo hành cho mình là 12 tháng. Đó, vô phi Nhật anh chị. Ổn Nhật ha. Tiếng máy cực kỳ là ổn định luôn nha anh chị. Mình phi mình thậm chí mình muốn phi dài phi ngắn mình vẫn được nha. Em đang đóng lên là chất liệu cổ trụ ha anh chị. Anh chị mình muốn chỉnh bằng cái bờ chiếc lớn chiếc nhỏ thì anh chị mình điều chỉnh đây ha. Đó, cái lớn cái nhỏ và mình chỉnh cái mức mà dài ngắn của con phi này thì em đang để là 1/2 nha anh chị. Anh chị muốn thể dài hay ngắn thì càng dài thì cái thằng đưa vô trong đây và càng ngắn thì mình sẽ đưa vô trong anh chị, đi ra ngoài. Máy tình trạng rất là đẹp nha anh chị. Bảo hành cho chị là 12 tháng nha. Không kén giải nha anh chị. Bên em canh chỉnh là dấu cái công chỉ đầu luôn nha, không có còn chỉ đầu luôn nha anh chị. Máy rất là êm. Rồi anh chị mình đang có trong nhu cầu mà đang tìm những cái dòng máy phi công nghiệp hoặc là phi mắc phụng thì bên em cũng có hỗ trợ cho anh chị luôn nha. Phi Yuki hàng chính hãng này, đó. Giá nó hợp lý cho anh chị mình ha. Thì bên em có ngoài ra bên em có hỗ trợ trả góp cho anh chị mình luôn nha. Anh chị mình có nhu cầu mà trả góp thì anh chị mình qua bên em trực tiếp nha, sẽ được hỗ trợ và có nhân viên hỗ trợ mình tư vấn trả góp nha anh chị. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Xin chào anh chị mình.